Xin chào quý vị, mời quý vị đến với thông tin về tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Theo thông tin từ Thường trực Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, cập nhật từ 18 giờ ngày 10 tháng 12 năm 2021 đến 18 giờ ngày 11 tháng 12 năm 2021. Bệnh nhân COVID-19 đang điều trị 16.795 ca, trong đó, tại các cơ sở thu dung điều trị COVID-19 844 ca, điều trị bệnh nhân nặng và nguy kịch Tầng 3 là 163 ca tại bệnh viện đa khoa tỉnh. Trung bình 39, nặng 70, nguy kịch 54. Có 39 ca trung bình đã thực hiện hội chẩn, sẽ phân loại tình trạng bệnh để chuyển tầng điều trị theo cấp độ bệnh. Điều trị bệnh nhân trung bình và bệnh nền, tầng 2 là 200 ca. Không triệu chứng 29, nhẹ 38, trung bình 98, nặng 34, nguy kịch 1. Cụ thể, Trung tâm Y tế bến Cầu 10 ca, Trung tâm Y tế Trảng Bàng, 38 ca, Trung tâm Y tế Tân Châu, 82 ca, Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi, 29 ca, Bệnh viện Giá Chiến Phước Đông Gò Dầu, 41 ca. Có 29 ca không triệu chứng, 38 ca nhẹ sẽ được thăm khám, phân loại mức độ, tiếp tục điều chuyển xuống tầng 1 để theo dõi và điều trị. 34 ca nặng và 1 ca nguy kịch đã thực hiện hội chẩn. sẽ phân loại tình trạng bệnh để chuyển tầng điều trị theo cấp độ bệnh. Điều trị bệnh nhân không triệu chứng tầng 1 là 481 ca không triệu chứng 293, nhẹ 165, trung bình 23. Cụ thể, huyện Bến Cầu 36 ca, huyện Châu Thành 18 ca, huyện Dương Minh Châu 3, huyện Tân Châu 21 ca, thành phố Tây Ninh 99 ca, thị xã Hòa Thành 57 ca, Gò Dầu 66 ca, Tân Biên 30 ca, bệnh viện Cao Văn Chí Cũ 101 ca, bệnh viện giải chiến khu công nghiệp Thành Thành Công 50 ca. Có 165 ca nhẹ đã thực hiện hội chẩn sẽ phân loại tình trạng bệnh để chuyển tầng điều trị theo cấp độ bệnh. Điều trị F0 tại nhà 15.951 ca, không triệu chứng 15.773, nhẹ 178. Cụ thể, huyện Bến Cầu 1.072 ca, huyện Châu Thành 2.004 ca, thị xã Trảng Bàng 3.318 ca, huyện Dương Minh Châu 3.331 ca, huyện Tân Châu 546 ca, thành phố Tây Ninh 2.199 ca thị xã Hòa Thành 1.291 ca, huyện Gò Dầu 1.764 ca, huyện Tân Biên 426 ca. Số bệnh nhân đã điều trị khỏi và xuất viện trong ngày 11 tháng 12 năm 2021 tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà 2.376 ca. Tính từ đầu dịch đến 18 giờ ngày 11 tháng 12 năm 2021, tổng cộng có 46.165 bệnh nhân đã được điều trị khỏi và xuất viện. Thưa quý vị, trong giai đoạn hiện nay, để ngăn chặn nhanh việc biến chứng trở nặng, và giảm thiểu tình trạng tử vong do nhiễm COVID-19. Việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 là một trong những biện pháp tối ưu nhất. Chính vì vậy, tiêm vaccine phòng COVID-19 là quyền lợi đối với bản thân, là trách nhiệm đối với cộng đồng. Theo các chuyên gia y tế, vaccine tốt nhất chính là vaccine được tiêm sớm nhất. Thông điệp của Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã nhắn gửi, hãy tiêm bất kỳ loại vaccine nào có sẵn khi đến lượt. Vừa rồi là thông tin về tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe thông tin tôi là mc ảo của đài phát thanh và truyền hình tây ninh thân mến chào tạm biệt